Kính thưa các thầy cô, hôm nay Thảo sẽ chia sẻ với thầy cô những cái kinh nghiệm mà mình có thể áp dụng vào trong việc thiết kế một cái bản nhạc cũng giống như bản tập độc nhạc để chúng ta có thể đưa vào bài giảng cho học sinh, giúp các em có thể học tốt, tự học hoặc là học trực tiếp ngay trên các bản chiếu của chúng ta. Hôm nay thì mình sẽ không cặn kẽ hướng dẫn các thầy cô từ A tới Z, nhưng mà sẽ đi vào những cái gì mà nó cần thiết nhất. Ngoài ra các thầy cô thắc mắc điều gì thì chúng ta có thể hỏi thêm. Mình biết được cái gì thì mình sẽ chia sẻ cùng nhau. Và đây chính là những cái gì mà Thảo sẽ hướng dẫn cho các thầy cô nào thích làm. Thật sự nó cũng không khó, cũng không dễ, đòi hỏi chúng ta có một ý chí cố gắng từ từ và sự khởi đầu nan các thầy cô ạ. Chúng ta sẽ bắt đầu. Thảo thì thường hay viết nhạc lâu lắm rồi, rất là nhiều năm, có thể là trên 10 năm là mình rất là quen thuộc với phần mềm viết nhạc Final. Như các thầy cô đang thấy một cái bản Thảo thường viết, đây là nó là một cái phần mềm viết nhạc khá là hay, nhưng các lệ của nó rất là phức tạp so với những phần mềm mà hiện nay. Và sau đây Thảo xin giới thiệu với các thầy cô là phần mềm viết nhạc MuseScore. Các thầy cô có thể download nó rất là dễ dàng trên các trang web. Đây là giao diện chính của nó. Khi chúng ta mở ra thì nó sẽ như thế này, mặc định. Và chúng ta thích thì chúng ta có thể tạo bản nhạc mới. Chúng ta bấm vào đây, tạo bản nhạc mới. Tựa đề, có thể hôm nay chúng ta sẽ viết một bài tập độc nhạc đi. Số 1. Bản quyền, mình tên là Thảo. Có cái Đô Rô Minh Hậu à. Đây là cái tên của thầy mình dạy nghề của mình lâu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn tổng quát là chúng ta sẽ chọn các loại nhạc cụ, cái này cũng thích cái gì đó thì thích. Bước đầu thì chúng ta làm cái bản một solo đi, ta cũng được nhé. Piano để các thầy chọn piano thì nó có hai dạng, nó chọn như thế cho nó dễ. Ta bấm tiếp theo, các thầy cô chọn hóa biểu. Nếu chúng ta không chọn hóa biểu thì hóa biểu không có gì hết, chúng ta hoàn thành. Ok, nếu các thầy cô chọn là loại nhịp thì chúng ta có thể đổi gì cũng được, không sao hết, rất là dễ. Là sang trang này là khóa nhịp, rồi đổi nhịp đây 44, chúng ta đổi sang 22, chúng ta kéo vào thả vào tự động. Bây giờ ví dụ như là bây giờ zoom thì các thầy cô bấm control rồi lan chụp, nó sẽ không to ra. Bây giờ cái bài tập độc nhạc số 1 sẽ là Do re mi fa son son la do si la son mi la do si la son mi re fa mi re do. Chúng ta viết các thầy cô muốn viết nhanh thì chúng ta vào cái phím tắt để thầy cô thử làm thực tinh. Đây là phần thiết lập, thầy cô sẽ vào cái phần thiết lập này là phần tổng quát. Nó sẽ khởi tạo ở các bậc là folder nào, chúng ta sẽ có thể open hoặc là bộ vẽ lắp chuột cũng là. Chúng ta đi vào cái phần các phím tắt. Đây có phím tắt, các thầy cô muốn biết các phím tắt thì chúng ta sẽ vào điều chỉnh xuống thiết lập, sau đó chúng ta chọn thẻ phím tắt. Thầy cô xem những cái phím tắt cần thiết. Chèn nốt nè, là si do re mi fa sol. Hoặc những cái phím tắt thường dùng để cho các nốt nhạc. Chúng ta có rất nhiều phím tắt. Chúng ta bấm vào phím tắt, đây là những cái gì nó có phím tắt là nó sẽ cho chúng ta. Ví dụ như ta bấm số 4
Đó, có thể có thay số 4 là nó sẽ là hộp đen. Tiếp theo số 5 sẽ đen, 6 sẽ là trắng và 7 sẽ là tròn. Những cái cơ bản nhất chúng ta sẽ bắt đầu viết. Đồ re mi fa sol có thể có nhớ là bấm vào tích vào cái ô nhập nốt này, là ta sẽ bắt đầu. Có thể có nhớ đồ móc đơn chúng ta sẽ bấm số 4. Sorry, số 4 đồ chúng ta dùng phím điều hướng gọi là cho nó xuống 1 quận 8. Đồ chúng ta dùng phím điều hướng chỉnh qua re, chúng ta bấm đề cũng đi hướng qua tí mi mi son nó đen thì nó bấm số 5. Rồi tiếp bấm qua, bấm tiếp đi hướng qua cho nó lại còn nét. Rồi tiếp theo móc đơn son la đối xí là son qua, tiếp theo qua re mi fa son, à xin lỗi, có thể gọi là chấm đã, chấm chấm đèn chấm, sorry, có thể gọi là son. Rồi chúng ta sẽ sửa lại cái nốt và chúng ta dời xuống son la. Rồi là bấm a, sau đây có thể gọi bởi vì đang để ở cái nốt đèn chấm ta bấm qua. Rồi chúng ta đổi thành số 4 son la. Là bấm qua đố, bấm qua si, qua son hai, son hai, son đen chấm, son đen bấm số 5, son bốn lục. Tiếp theo là đố si là son bấm số 4, là móc đơn. Sorry, đố si bấm qua đã là son chấm, son đen chấm mình chỉ nhớ đi là son đen chấm. Rồi kích vô, oh sorry, control z, là đô si là son, son đen chấm, son đen chấm. Rồi chấm mi số 4 gì D F E D C. Độ trắng là chúng ta bấm số 7 rồi chúng ta mới bấm thêm quả nấu gì đây nữa, đừng cần nối bỏ nó. Mình bấm cái trọng tăng là 6 độ. Rồi xong. Wow. Bắt đầu sửa. Cái ô nhịp thừa còn lại thì nó bỏ như thế. Thừa còn lại thì còn bấm click chuột vào, sau đó giữ phím shift, nó giữ cho hết rồi. Mới lại mình không tính trước là bao nhiêu cái gì remote. Rồi xong, chúng ta muốn chia cái khu nhạc này thành là hai khu nhạc thì chúng ta đếm 1 2 3 4 5 6 7 8. Bây giờ chúng ta lấy giữa click chuột vào may ở giữa, sau đó em ta phần mềm nó cũng khá hay là nó dễ làm hơn những cái phần mềm khác. Bây giờ việc khó khăn là chúng ta làm như thế nào. À, công việc tiếp theo là chúng ta sẽ bắt đầu chèn các hình của Dali hoặc là body percussion vào ở những dưới cái nốt này. Công việc của chúng ta là sẽ làm gì? Chúng ta có thể lựa chọn dựa vào cái bảng này, dựa vào cái khung này nè, có thể không? Để chúng ta có thể chèn cái hình lên trên này, sau đó chúng ta sẽ copy nó và chúng ta sẽ click. Nếu trường hợp không có cái này thì thầy cô sẽ bấm chèn. Chèn bằng cách là chúng ta sẽ đây, bấm vào chữ thêm, sau đó xuống khung chèn. Nó sẽ có khung chèn ngang, khung chèn dọc.
bất cứ cái nào cũng được thầy cô, ví dụ đó. Bấm cái gì cũng được hết á, không sao hết á. Ở đây nó có sẵn rồi, rồi click vào rồi thầy coi nè, thêm rồi. Chúng ta click chuột phải vào ngay cái ô này, chúng ta xuống chữ thêm, chữ viết tựa đề tiêu đề nhạc sĩ thi sĩ, chúng ta xuống cái cuối cùng chàng hình ảnh vào đó. Ta sẽ dẫn đến cái ô mà nó chứa những cái hình, ví dụ như là mình có đây để coi thử làm ở chỗ nào sợ quá nhưng không sao, từ đây từ đây đây để trong này. Như đây là có đây, đây mình đã cắt các hình ra. Ở đây là đồ Rê Mi Fa Sol La Si, bấm OK. Thầy cô bấm hết nó chịu không? Không được, từng cái một có thầy cô nghe. Đồ, đó, thầy cô thấy không? Đó, đồ. Rồi, bây giờ tiếp theo, tương tự như vậy. Rồi, Rê. Thầy cô để thứ tự cho nó dễ, có nào thuộc là thì không sao. Thế đâu rồi? Này. Tiếp theo, Mi. Đơn giản lắm quá thầy cô. Quan trọng là chúng ta tìm ra cái đầu pha. Xong là rồi, công việc của chúng ta sẽ bắt đầu đồ để thầy cô bấm click vào ngay chỗ cái hình cái biểu tượng bàn tay cho ví dụ nước đồ, chúng ta bấm click vào Ctrl C C, sau đó có thầy cô bấm chụp và click vào cái chỗ cái nốt chúng ta cần, chúng ta bấm Ctrl V. Cái hay của cái phần mềm nhạc này là nó cho phép chúng ta chèn hình rất là hay. Ở final chúng ta chưa tìm được cái này, có lẽ là mỗi cái phần mềm thầy cô sẽ click vào, thầy cô sẽ điều khiển nó di chuyển nó vừa phải để cô cứ làm, cố gắng làm cho nó nằm trên một cái đường thẳng và có điều chỉnh cái độ lớn nó cho bằng nhau thì nó hay hơn. Đơn giản lắm, có thể không copy hay click vào và Ctrl V dán, thì cô dùng phím tắt nó nhanh hơn. Mi Mi Ctrl V qua so với so Ctrl V nhanh chạy đâu kẹo kéo vào nó ngay đó qua click 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 chưa đúng nó khi nào mới có hai câu vùng nhỏ này đúng sao, chúng ta bấm Ctrl C click vào đây Ctrl này nó chạy cái kẻ xong. Một cái son thì chúng ta bấm đại cũng được, copy đại đại luôn là hoặc là đố đại thì cũng như đố copy đại phải không? C đã chưa có thì chúng ta copy trở lại.
C thông thả từ từ xử lý cái được. Cái này là vui, cậu ai lười thì thôi thua. Xì la, la này chúng ta cốt bình đang phải có sẵn ở dưới là những cốt bình. La sọt. Cốt bình cái hình. Tương tự như vậy các cậu có thể làm những cái phần dưới này. La tôi xì la sọt. La. Chia sẻ với nhau về đồ kết thúc của chúng ta và nó xong rồi, và còn lại thì chúng ta sẽ bỏ đi những cái chúng ta không cần thiết. Click vào delete, click delete, click delete, click delete, click delete, click delete. Bây giờ công việc tiếp theo, nếu chúng ta muốn tạo thêm những cái hàng, những cái khung nhạc để có cái percussion thì chúng ta tạo thêm phần nhạc, bấm phím A nó sẽ ra insert mình đó, cái thầy con nữa là sẽ ra thêm bộ nhạc cũ. Chúng ta có thể insert thêm từ bên này, chúng ta đưa qua đây trang này nó sẽ thể hiện ở trang ngoài. Ví dụ bây giờ chúng ta là đây, ví dụ như ta cần là percussion body nè, chúng ta những cái snap tiếng vỗ tay nè, hoặc tiếng dậm chân nè. Sau chúng ta cũng đồng ý nói ok. Các thầy cô có thể đậu tay được, các thầy cô nghe bấm click là tay bè nè, chúng ta đậu tay như là gì đó, vỗ tay. Cái này là tên đầy đủ, tên viết tắt, viết tắt viết đầy đủ cũng được. Ô, xong rồi đây ký hiệu của nó là những cái này là chúng ta sẽ bấm bằng nút la phím A các thầy cô cũng được. Thường thì thường cái này chúng ta sẽ đi ở chúng ta sẽ để ở bit 1 nè, bấm phím qua cái này trước.
điều hướng rồi. Ở đây trong này mà cũng là cũng là sở đích hai hai ba sẽ hẹn một tấm phim A. Chúng ta có thể bấm móc đơn đơn bên này lặng móc đơn lặng kịch đó đó đây biết một đây có rồi. Chúng ta bỏ click ra Google Snap là tiếng của tay chúng ta copy có thể cột click vào Ctrl C click vô ô luôn Ctrl V Ctrl E Ctrl E click copy click dán dán tương tự như thế này không nhào hết. Chúng ta cứ copy dán để có cốt mấy ổn được khi nó có nhiều lắm là phải cốt nhiều không cần phải cốt từng cái một cái. Ví dụ bây giờ là cái dưới của như cái trên có cách luôn rồi không luôn cắt dần luôn không sao hết. Ctrl C xuống dưới tương tự bấm một ô cũng được cái này không là Ctrl E chúng ta thử nghe bây giờ công việc của chúng ta là bây giờ chúng ta sẽ các thầy cô muốn để các khung nhạc mà nó hiển thị tiếng vỗ tay hay là tiếng dậm chân thì chúng ta để, còn không thì chúng ta sẽ ấn nó đi, ấn bằng cách thì chúng ta cũng làm mà tương tự như chúng ta sẽ thêm chúng ta sẽ bấm phím tắt là phím Y Y ngắn đó chúng ta đây là nó sẽ thể hiện là khu nhạc nè, bass guitar nè, rồi tiếp theo là đó. Bây giờ chúng ta muốn ấn khu nhạc nào thì chúng ta sẽ bỏ cái dấu, sau chúng ta đồng ý. Giờ tiếp theo chúng ta kéo như thế nào, dồn hai cái khu nhạc này nó gọn gàng lại, nó gần nhau. Thì cô muốn để tên này để không chúng ta click và bấm delete là sẽ mất con này rồi. Các phần mềm nhạc khác á, ví dụ như Final hay Sibelius thì chúng ta chỉ việc click nó vào này nó dồn lại, nó dồn con này không dồn lại nó đẩy lên đẩy xuống này được. Thì chúng ta sẽ vào cái bảng này, cái panel này, các thầy cô sẽ xuống ở cái phần ở đây đúng không? Các thầy cô sẽ vào ở cái thẻ dấu ngắt mở cách. Giờ chúng ta sẽ ở đây nó có nhiều chế độ nè, hướng từ đây xuống, hướng từ dưới lên, và đây là chúng ta sẽ tự do, tự chúng ta kéo nó thế này, và kéo rồi sau đó chúng ta muốn kéo cái này chúng ta kéo cho một con được hay rồi chúng ta muốn hiện cái bàn phím nhạc thì chúng ta vào đây thêm xem bấm vào xem bàn phím piano bạn ta bấm phím V
phê phở phê ừ. Rồi thử cho thầy con nghe. Đơn giản chỉ vài phút chúng ta có thể thả được ngay. Nhưng khi chúng ta đã có làm được một bài rồi thì các thầy cô sẽ giữ một cái bài đó làm mẫu, chúng ta copy qua những cái bài khác nó nhanh hơn các thầy cô. Ta có thể bỏ lại đây đó, để chúng ta kéo kéo cái bản này hoặc là to ra, bấm control và lại chụp, nó sẽ giúp quăng. Mục đích của nam là làm như thế này là nó để phù hợp với cái bảng phí thì chúng ta thử này. Ở đây là độ 4 thì thường thường nó sẽ nằm ở trong này, nó cao nhất của chúng ta là độ 5. Để ở đây khu vực ở đây đẹp nhất của con, chúng ta có thể nối lên xuống. Giờ là cái tôi muốn đưa ra ngoài được, bấm click đầu hàng rồi chút chút cái này, cái dấu này tức là khi chúng ta in ra thì nó sẽ không có, nó để biểu thị cho người làm nhạc là thấy là chúng ta đang tách hai cái khung nhạc này từ một cái khung nhạc rig này. Chúng ta sẽ dùng các phần mềm quay phim màn hình để chúng ta sẽ quay phim. Muốn cho âm thanh được chất lượng thì chúng ta nên xuất âm thanh. Thầy cô muốn nhanh hay chậm thì chúng ta sẽ bấm vào chọn tốc độ. Nó sẽ nằm ở đây, trình phát các bạn bài bài phát nhạc. Ở đây là tốc độ khoảng 120. Bây giờ chúng ta sẽ hạ tốc độ xuống 50 50%, 50% tức là 60. Mới nãy 100% là 120, bây giờ 50. Nó sẽ chậm lại, xong đó chỉnh xong rồi. Trả lại từ đầu. Trả lại từ đầu. Xin lỗi các bạn, quay lại từ đầu. La do si la son, La do si la son, mi re fa mi re do. Sẽ có thể nâng tốc độ nó lên. Nó là F11 có thể coi được, kim tắt của nó. F11. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần mềm Camtasia, đang dùng phần mềm Camtasia 9. Các thầy cô sẽ mở cái file mà mình thu ra, mình quay á, chúng ta quay từ màn hình, chúng ta sẽ nhập nó vào bằng cách chế độ chúng ta sẽ chọn Media, và sau đó chúng ta sẽ import nó vào, chúng ta sẽ chỉ đúng nơi cái mà chúng ta sẽ chọn. Ví dụ sau khi chúng ta chọn xong thì như là ví dụ đây open như vậy, sau chúng ta open thì nó sẽ hiện lên hết tất cả. Còn đây là cái trang mình đã chèn này, đây là nó cho phép chúng ta nhập tất cả các dữ liệu từ hình ảnh cho đến video ở mọi định dạng. Sau đó thì cũng sẽ open thì nó sẽ trú hết cả đây. Ví dụ mình sẽ nhập từ cái quay phim lại đây, sau đó các thầy cô sẽ kéo nó xuống dưới này, đó. Bởi vì mình nhập xuống rồi cho nên mình không nhập được. Sau khi các thầy cô kéo xuống thì nó sẽ hiển thị ra cho chúng ta, và sau đó chúng ta sẽ chèn luôn cả cái file âm thanh vào. Ví dụ như là cái file âm thanh thì chúng ta sẽ click vào đây. Xin lỗi các thầy cô, là ta cũng làm tương tự như vậy. Chúng ta sẽ đưa vào các bạn. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần hướng dẫn các thầy cô.
Và bây giờ khi chúng ta đưa hết tất cả các media từ hình ảnh, phim cho tới audio thì chúng ta sẽ kéo nó xuống dưới này. Ví dụ như bây giờ ta sẽ kéo nó ở cái chỗ này. Ví dụ như bây giờ đồ thì con sẽ bấm kéo nó xuống. Rồi con sẽ nhìn trên màn hình và chúng ta sẽ thu hẹp nó lại cho nó cũng tương ứng. Rồi chúng ta sẽ đặt ngay cái vị trí chúng ta cần ở dưới. Rồi. Đây. Kéo xuống đây không? Là di chuyển cái thân con trỏ này cho nó hiện này. Tương tự kéo thân con trỏ này cho nó hiện. Tương tự cái này con kéo một trỏ. Những phần mềm phim chuyên nghiệp thì nó làm nó nhanh hơn đó thầy cô. Đây là phần mềm bán chuyên nghiệp, mình cố gắng đặt cho nó chính xác. Xong rồi kéo xong, kéo không trở. Ta có son đây là chút nữa chúng ta sẽ copy qua đây. Bây giờ chúng ta làm tiếp là cái là chút nữa chúng ta sẽ copy cái đồ này không? Chúng ta làm cái sim cái thân trỏ này. Các thầy cô làm càng lớn thì khi nó có hiệu ứng là nó sẽ to ra, nó to ra. Bây giờ chúng ta mới sửa thôi, chưa chúng ta chưa định. Bây giờ chúng ta sẽ dựng cái con trỏ này, chúng ta sẽ kéo. Các thầy cô sẽ quan sát cái thanh này nó sẽ di chuyển đến ở đâu thì chúng ta sẽ đặt đúng ngay đó. Như vậy chúng ta đặt ồ đó, và thầy cô phải chú ý nhé. Đúng, nằm ngay cái thanh phách này nó phải nằm ngay ở giữa thì chúng ta sẽ bắt đầu click. Ta sẽ giãn ra con phím control và năng chuột để cho nó giãn này là tạo sự chính xác cả. Bây giờ chúng ta thử cái con trỏ này. Đúng, đúng. Rồi, bây giờ con sẽ kéo cái đồ này. Đúng ngay chỗ này. Rồi, sau đó thầy con sẽ di chuyển tiếp theo. Rê. 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 Đó, ngay giữa. Như thế này là nó vẫn chưa giữa. Ngay giữa. Là chúng ta bấm vào chuột phải click cắt cái này ra thôi. Đó. Cắt bỏ cái này ra. Chúng ta dùng chuột lại rê, ta kéo rê là đấy tự động nó sẽ thúc ngay cái tiếp đó. Nó tương tự cái giãn ra cho nó có độ chính xác này. Đó, chúng ta tương tự clip và cắt bỏ. Rồi chúng ta sẽ kéo đi vào đây, tương tự chúng ta dùng chỗ di chuyển ba cái này, chúng ta sẽ chính xác như nó hai hơn.
trước cũng được, và sau đó chúng ta sẽ son, và sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh lại dung to, là điều chỉnh cũng được không sao cả. Chúng ta có thể coi mình thăng trỏ chúng ta trở lại về đây là cũng được. Thì cô sẽ nhớ là bấm vàng vào nha, bấm cho nó hiện đúng cái split. Bây giờ chúng ta sẽ chèn effect vào, chúng ta sẽ còn những cái đoạn này chúng ta sẽ làm sao, chúng ta sẽ bắt đầu chèn effect, chúng ta sẽ click vào một cái để chúng ta chèn effect. Bây giờ effect thì thầy cô bấm vào cái biểu tượng mà có ba cái hình vuông nhỏ này nè, chúng ta sẽ dùng cái rất nhiều cái effect ở đây cho chúng ta lựa chọn riêng effect phù hợp nhất là effect scale. Chúng ta sẽ bấm mấy cái scale ở đây, từng cái, một bấm giữ, bỏ vào, bấm giữ, bỏ vào, bấm giữ, kéo xuống, bỏ vào, bấm giữ, kéo xuống, bỏ vào. Chúng ta sẽ xem nhé, chúng ta sẽ chạy thử. Đó. Những cái sau chúng ta chưa làm cho nên nó chưa có dừng. Này còn muốn to nữa, to ra, chúng ta sẽ bấm vào, nó sẽ to ra nè, đó. Đang đã hiệu ứng thì chúng ta cho hiệu ứng rồi nên nó không hiện cái hình. Chạy thử, ta coi sẽ thấy tốc độ nó to, đó. Đố chúng ta làm rồi thì các thầy cô sẽ copy cái đố phía trước này để sau này làm nó có hiệu ứng luôn, ta gọi là đố split. Chúng ta cắt đúng cái chính xác và ta copy ra các thầy cô, và ta click vào đây và nó sẽ làm trống này đố chúng ta nhắn hoài khuya rồi. Rồi sau này con sẽ kéo vào đây. Xong thì nó chưa có hiệu ứng, nó vẫn còn nằm đây, ta kéo vào đây.
đọc vô nhạc. Tương tự chúng ta sẽ làm cho tất cả các phần tử lại. Và thay vì ký hiệu thì chúng ta sẽ căn cứ vào cơ bản mà chúng ta làm ra musical. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ chạy thử cái phần này. Sẽ có một cái bản hoàn chỉnh. Giờ ta thử chạy cái bản cuối ở cái tốc độ nhanh các con. Chúng ta phải làm luôn cả cái tốc độ nhanh trước khi chúng ta nâng từ cái tốc độ chậm mà sang cái tốc độ nhanh thì nó sẽ tạo ra một cái tiếng âm thanh nó không tốt. Tốc độ nhanh, thì bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái phần đầu. Tốc độ chậm mình thử thư chạy cho nhanh, chúng ta dùng spell nhanh thì nó sẽ tạo ra một hình từ nhanh, nhưng tiếng nó sẽ như thế nào các thầy cô sẽ bấm vào audio effect. Chúng ta sử dụng cái đồng hồ, chúng ta kéo xuống này, nó sẽ chỉnh cái tốc độ. Đây là một, chúng ta sẽ thử lại. Ta sẽ tăng tốc nhanh. Chúng ta coi thế nào. Khi chúng ta tăng tốc nhanh đó, thì hình nó chạy nhanh nhưng mà cái phần âm thanh phần sau nó sẽ nghe không được. Chúng ta phải làm tất cả các công đoạn từ tempo chậm cho đến nhanh. Sau khi chúng ta làm xong thì các thầy cô sẽ xuất cái file để xem. Chúng ta sẽ xuất file và local kèm hiển thị, xuất rất nhiều cái định dạng. Thông thường thì mình sẽ xuất ở cái chế độ này. Mình sẽ chọn xuất là lật tay, sau đó chúng ta xuất. Ở đây là hướng dẫn của đại lý. Okay. Finish.